Có bà bắt à, giờ mới rồi ai đây không phải có ai, đây rồi đủ mấy thằng này chơi ra nhớ kỹ nha đủ tao chơi B40 đó chơi trước đó đủ. Ai vậy? Thường Rồi chào từ thứ nhất rồi xong chào anh Vượng, chào anh Cầm, nè nè tao nói mày nghe chào nè Thiếu Quang, bây giờ tao chào nói bà con mày miền nghe Bắc. nè thường thứ nhất nghe tao nói nè bây giờ là thời bình rồi không còn núp trong bụi nữa đâu mà đủ mà chơi du kích sao vậy sắp mày tôi thua rồi hả chết kỳ Trốn đâu có dám ở đâu có dám ở trong phòng trong nhà la sùm vợ tôi nó lên máu thì sao, cho nên tôi phải ra ngoài chỗ ngủ nè đúng đó. rồi. Ủa mà đúng rồi thời gian nó khác ông hồi sáng ông kêu tôi nằm còn nằm tối hôm qua chả kêu tôi mới buông giường mà giờ này sao man. Ok, chàng thượng sĩ nhất, bên đó thời tiết sao anh? Bên này lạnh quá, chỗ tôi giờ lạnh hơn chỗ ông Cầm. Thủ mắt thiên Nóng trời quá luôn. trời, nóng anh ơi, đang nóng nè, Vậy à, giờ bữa nay vậy lại à. đang nóng. Wow. Bữa nay bên tôi là tới 60 mấy độ rồi, đã ghê. Tôi mà đã thì cả tôi là bây giờ mới buổi sáng ra là nhìn ra ngoài là có 4 mấy độ thôi. Ủa thế này ông chơi đúng thứ 8 Oh, chứ. Rick Hill 64 độ. Tự nhiên bữa nay tăng giọt lên rồi, ngày hôm qua mất 23 mấy độ. Bữa Đúng nay rồi. lên 60 mấy độ liền. Mình đi kiếm quà mình cho nó bình tĩnh mình nghe cho, vô cho nó vui không thấy con ma nào hết cho nên vì cái chỗ đó ra tầm mở like thì ở đây là coi như là kêu bằng mở tào lao rồi cho nên ra đụng cái gì nói cái đó trước hết thì bây giờ mình nói chuyện bên anh cái này nó sâu đậm ở bên phía bên Mỹ này mình nói chuyện bên Mỹ đi thì Ok. ở đây nó có cái chuyện mà giống như kiểu như anh bên đó anh ở California thì anh thấy cái mùa bầu cử giữa kỳ này thấy sao anh ngày hôm qua thì khoan để tôi nói cho nghe nghe, nghe tin tức á cái tin tức á thì nghe nói là đã kiểm phiếu sơ bộ rồi thì thấy coi như là bên là thấy ông Trump có mon men vào cái đường có một cái cửa để mà lên tuyên bố tranh cử nữa rồi xong tung cái tối mày nó cũng y chang vậy nữa mà nó ngược lại là ông Đúng Trump này bị 14 người đề cử ổng mà tiêu tùng hết trơn rồi. đó, đó thì nói chung là cái bầu cử của Mỹ thì trời ơi, nó khổ quá nó chẳng dính dáng tới người Việt cả mà cái người Việt mình cái tỷ số dân chúng mà ở nước Mỹ này nó quá nhỏ thì cũng chẳng làm tích sự đâu này đâu nhưng mà tôi thì đó này nó đưa tôi phiếu mà tôi đi bầu mà tôi chỉ là tôi không dám bầu lắm thì rồi bị tôi đi bầu mà bị viết cái chữ quá họ hỏi họ hỏi hỏi tội sai hỏi hỏi đủ luôn cái chữ đi rồi luôn ở đây giờ tao bầu là không bầu quyền của tao tao không thèm nói cho tao nghe Không có nói bầu ai, im luôn, không có nói, đúng rồi, cái vấn đề đó là luôn vấn đề không chính nói đáng. tao nghe không chịu Kia tao bị tao bởi bầu cái nào nó bị chửi chứ khổ vậy chuyện là nói là đất Mỹ thì anh tôi không hiểu anh. Cứ 2 năm á, cứ mỗi 2 năm hay không, năm nay là năm 22 hay không, rồi 2 năm nữa là 24, rồi 2 năm nữa là 26, thì cứ mỗi 2 năm như vậy đấy, một lần 2 năm một lần. Cái chuyện bầu cử này nó đến với nước Mỹ này cũng như là một năm nó họ có một lần Giáng sinh cũng như là Việt Nam nó có một ngày một năm nó có một ngày Tết ngày lễ đại khái vậy đó. Cái hai mà bầu cử của Mỹ thì nó là 2 năm một lần như vậy có nghĩa thì nó cũng là một cái ngày lễ ngày Tết ngày ta nghỉ thì cái bầu cử của Mỹ thì nó có cái đặc biệt thế này trước cái ngày lễ nghỉ nghỉ của người ta lôi nhau ra trên tivi trên mạng xã hội này cái biết nó làm gì không anh chửi nhau nó nhổ đầu trước khi nó chửi nhau nó nhổ đi miếng nó mặt nhau đúng rồi Mỹ Mỹ nó kêu là nhổ đi miếng nó mặt nhau kêu bố kêu mẹ kêu anh kêu em kêu vợ kêu con ra kêu bạn kêu bè ra má chúc nguyền bà rủa nhau mắng chửi nhau 2 năm một lần anh cứ nhớ nhầm tôi như 2 năm một lần rồi từ nãy tôi đã nói cũng lẽ rồi cái nó một cách khác là cái văn hóa Á Đông với văn hóa phương Tây hoàn toàn cách biệt và là hoàn toàn không dính dáng vào nhau cả và cảm thấy nhiều cái nên hơi hơi nó giống như kiểu như là nó
cách biệt nhau 180 độ, nó hoàn toàn là như vậy. Thì mình nói nhắn nhủ điều là anh không thể nào anh lấy cái tự do cho tự chủ hoặc là cái văn hóa của phương Tây anh áp đặt lên, anh bắt buộc người Việt Nam phải như vậy mới là tốt. Anh nói đó là chuyện robot, tư là vô lý, và hầu như là anh nói như vậy anh không biết hiểu, anh không biết một cái gì lịch sử nước nhà là ok. Thì anh nói tiếp tục đi rồi một chút xíu rồi mình bàn về cái gì đó nữa, bởi vì văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông thì hoàn toàn khác biệt. Rồi. Cái đó là cái căn bản đó. Đúng rồi. Việt Nam mình nó có một câu là không có bằng lòng vợ, không có bằng lòng cái gì nhau, đóng cửa lại nhau, anh em nói nhau muốn giết nhau trong đó cũng được. Phụ nữ lỗ thằng nó đi ngang vô, nó nhìn thấy vậy anh em mình đánh nhau, có nó lại nhổ thêm bãi nước miếng vô nó. Và cái văn hóa đó mình, những người Việt kiều, những người Việt Nam mình qua bên đây mình ở nè, rồi mình ở trong cái văn hóa đó. Rồi biết đâu ngày này qua ngày kia chúng mình học được cái văn hóa đó, nó nhiễm vào con người mình. Nói với nhau một câu trước được, còn cái gì nữa đó mà không bằng lòng á, nhổ đi miếng mặt nhau, mình có quyền tự do ngôn luận. Và cái điều đó là cái điều rất là đáng tiếc, cái điều đó là điều rất đáng tiếc mà điều rất là tự nhiên cho ngay, rất là tự nhiên. Thì thôi nói chuyện bầu cử thì mình chỉ nói chút xíu như vậy thôi. Anh muốn nghe thử duy nhất là muốn nghe Thơ Quang nói ồ hôm nay mình thích cái chương trình này, đó là mình thích cái tựa đề của nó, góc nhìn Ngụy Già Cầm Nguyễn. Thì góc nhìn Ngụy Già Cầm Nguyễn có sự góp mặt của góc nhìn Ngụy Già Phượng Nguyễn. Trời. Ok anh, hấp dẫn không? Mình nghe thử duy nhất nói chuyện là chuyện gì nói vậy Phượng Nguyễn. Dạ khó nói dữ ạ. À. Cái tựa đề đó, cái tựa đề nói đi anh em mình nói với nhau đâu có gì. Thôi giờ anh nói trước đi, anh nói trước tôi với Thơ Quang phụ quả. Ok, thì tôi hồi sáng hôm qua đó tôi nghe nói vậy đó, nghe ông Cẩm nói vậy chứ mình rất là thích thú là tại vì sao anh? Mình là Ngụy thì mình kêu mình là Ngụy chứ là cái mẹ gì anh? Mà đâu có chối đâu. Đâu có gì đâu, thì bây giờ thằng Ngụy, bây giờ mình biết thằng Ngụy già, hay ai nói Ngụy già tôi không biết, nhưng mà tôi biết là tôi là Ngụy già rồi, đó là mẹ 70 tuổi rồi, không già thì là trẻ với ai? Ông Cầm 70 tuổi rồi, không có già thì ông trẻ với ai? Thì tất cả mọi thứ nó đều y nguyên như vậy. Thật ra đó, thì bây giờ anh nói okay. Tôi anh nói thì tôi sẽ nói. Ok. Thì bởi vì cái chữ Ngụy đó thì nó đối với cái chính quyền, cái chính quyền và cái quân đội nói chung tổng thể nó là như vậy. Nhưng mà gần đây á thì cũng đã có nhiều tranh cãi về vấn đề đó. Còn okay. Riêng tôi, khoan cho anh cho tôi nói hết ra. Còn riêng tôi thì trước đây tôi cũng đã từng nói với Thơ Quang, với chỗ Hùng Trung và anh Cầm. Còn anh thì tôi chưa có dịp để nói cái suy nghĩ tôi của mình đối với Ngụy Già Cầm Nguyễn. Anh làm cái cục đứng vậy anh. Đó là thương hiệu riêng của tao nha bạn. Rồi biết rồi tôi biết thương hiệu, nhưng bây giờ cái quan điểm của tôi, cái suy nghĩ đó, thì sinh ra trong cái thời loạn mà không phải riêng cái Việt Nam mình không, mà rất là nhiều nước trên thế giới người ta có nội chiến với nhau. Còn như Việt Nam mình cũng trải qua bao nhiêu mấy trăm năm là Trịnh Nguyễn phân tranh rồi ha, rồi loạn 12 sứ quân đó. Thì nhưng mà khi cái thống nhất là một mối rồi đó, đất nước thống nhất là một mối từ thời 12 sứ quân rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi sau năm 1975 thì sinh ra ở cái thời loạn. Rồi bây giờ ai lên nắm chính quyền thì người đó họ có quyền, phải không? Họ có quyền thì họ buộc cái người dân mà sống trong cái đất nước, trong cái khu vực đó, trong cái vùng miền đó, mà dưới cái sự cai trị của cái chính quyền đó, thì họ buộc người dân phải đi theo. Mà anh không làm thì anh sẽ bị tù, anh không đi theo anh sẽ bị tù tội thế này thế nọ. Thì cái đó là ta gọi là hoàn cảnh bắt buộc. Anh phải có một trong hai lựa chọn, là nếu như đối với các anh á, các anh không theo ngụy quân ngụy quyền thì các anh phải đi theo cộng sản, đó là dứt khoát thôi. Ủa rồi sao ông Phượng tắt mất rồi? Ông
vào trong mùa cà phê quá. Rồi. Đó thì vẫn nghe. Vẫn nghe. À. Đó thì tôi nói anh á, đó là do thời thế. Mà mắt anh một buộc phải chọn một hai bên, mà trong cái điều kiện hoàn cảnh của anh lúc đó đó, do cái chiến tranh tâm lý nó tuyên truyền quá trời quá đất đi. Cộng thêm với nữa là do cái xuất thân. Đó cho nên các anh không thể nào là có một cái, bây giờ thì tôi mới nghĩ ra thôi, gần đây thì tôi mới nghĩ ra thôi. Đó do cái điều kiện hoàn cảnh xuất thân của mình mà các anh phải có lựa chọn một bên để các anh đứng. Vì đất nước có chiến tranh. Đó thì sau khi mà cái đất nước giải phóng, hoàn toàn giải phóng rồi, thì nói thật với các anh á, thì lúc đầu tôi cũng có, lúc đầu tôi cũng căm lắm. Là bởi vì tôi có một cái nhìn phiến diện, tôi có nhìn phiến diện hẹp hòi về đối với cái thành phần như các anh. Đó, nhưng mà sau này tôi hiểu ra chúng ta tất cả những người mà ở trong đất nước Việt Nam trong cái thời buổi loạn lạc đó, tất cả đều là nạn nhân. Thì bây giờ đất nước hòa bình rồi, đã hòa giải rồi, sau khi chiến tranh kết thúc đã hòa giải rồi, bây giờ đã hòa hợp dân tộc. Rồi hòa hợp xong rồi thì chúng ta là bạn chứ có gì đâu, nếu như các anh không có đi ngược lại với cái đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam thì là bạn với nhau chứ có gì đâu. Còn cái chuyện đó là suy nghĩ của tôi nha. Còn cái chuyện mà Ngụy Già Cầm Nguyễn hay Ngụy Già Peter Phượng, Ngụy Già thì cái đó là chúng ta nói chưa vui. Cũng giống như tôi thì bây giờ tại sao tôi lại lấy cái nickname là Thượng Sĩ Nhất, thấy không? Tôi cũng lấy chưa vui thôi. Thì ai hỏi tôi sao tên kỳ á, tính kể cả ông Đức Đồ Bà cũng còn ngạc nhiên mà. Nói sao mày đi lính hồi nào mà mày lên tới Thượng Sĩ Nhất vậy mày? Nói đi lính Ngụy nào mày lên Thượng Sĩ Nhất mà. Tôi nói tôi tin nhất mới cấp bậc Thượng Sĩ cho nên tôi lấy tên Thượng Sĩ Nhất. Đó thì bây giờ quan điểm của tôi là như vậy, cái góc nhìn của tôi như vậy đó. Thì giờ với anh nói tiếp đi. Ok, mời mình em. Cho tôi nói một câu nào. Tôi rất là cảm ơn anh Thượng Sĩ Nhất đã nói cái chuyện này, và tôi cũng rất là hiểu và tôi rất là bằng lòng, tôi hoàn toàn bằng lòng cái chuyện đó. Cô thêm một điều thế này nào. Tôi nói cái chữ Ngụy đó là tất cả mọi thứ mình giữ nó y nguyên như vậy, nhưng mà mình nhìn nó đổi đi một tí. Ông Ngụy là ông Ngụy và già Ngụy già rồi, Nguyễn Thế Phượng, Nguyễn Phượng Nguyễn. Ông Cầm tất mình giữ y nguyên như vậy, chỉ có khác là thế nào, khác cái sự suy nghĩ của mình về Việt Nam, khác cái cách thay lời ăn tiếng nói của mình khi mình ngồi ở đây mình nói về cố quốc, khác cái cung cách mình kính trọng cái nhà nước ở Việt Nam, khác cái là cái lòng biết ơn căn bản của một cái người Việt Nam. Bây giờ không như tôi với ông Cầm không có góp gì trong cuộc chiến cả. Ông Cầm ông còn sau chiến tranh ông còn ở lại, ông còn đổ ruộng mồ hôi, chứ còn tôi tối ngày 29/4 là tôi cuốc, một giọt mồ hôi tôi không đổ xuống được ở Việt Nam, mà bây giờ tôi có được cái ngày hôm nay. Bao giờ đấy tôi chỉ nghĩ nó bao giờ đó thôi đó. Thì tôi biết là nếu mà mình giữ tất cả còn y nguyên như vậy, cũng như anh Thượng Sĩ Nhất như vậy thôi, không khác gì cả. Thế bây giờ thế này nhá, ông Cầm là cái có góc nhìn của Ngụy Già Cầm Nguyễn, tôi có cái góc nhìn Ngụy Già Phượng Nguyễn, anh có cái góc nhìn Thượng Sĩ Nhất Già. Mấy thằng già với nhau ngồi nói chuyện. Ok. Ok anh Cầm. Ôi chà, có cái cô Bảo Ngọc vô nữa phải không? Cô này cô tắt tivi à, tắt mic. Con Trung. Chào tất cả mọi người. Dạ con chào bố Cầm, chào chú Peter Phượng, chào chú Thủy Sinh Nhất, chào anh Cơ Quang và chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live hôm nay ạ. Chào Trung. Chào Trung nha. Dạ. Dạ, con mời chú với này các anh cứ tiếp tục, con nghe trước đã. Ông ok. Chơi lóc cá. Sao quen đi? Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn chú Cầm. Thì trước tiên thì con xin nói thế này, giống như anh Thượng Sĩ Nhất hay nãy chú Phượng hay là chú Cầm có nói vì gì ông Ngụy Già Cầm Nguyễn, ông Ngụy Già Peter Phượng đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mình có những cái góc nhìn nó khác nhau. Ngụy ở đây gọi là ngụy yêu, giống như là mấy bác mấy ông bà ngày xưa gọi là mắng, nhưng mà mắng yêu chú Phượng, là mắng yêu nó khác nha, mà mắng chửi nó khác à. Có lý ha. Đó thì thoải mái tí thôi. Còn về cái câu chuyện mà cái khái niệm về ngụy á thì con xin nói thế này,
Xin thưa hai chú với mọi người, thì với góc nhìn của cá nhân con nha, Nguội nó đã là một phần của lịch sử và nó đã chấm dứt từ năm 1975. Yes. Nó. Dạ. Yes. Còn hiện tại bây giờ ở trên không gian mạng tại sao không có là gì? Con đồng ý với chú Phượng á. Nguội chỉ dùng ám chỉ cho những thành phần mang dòng máu người Việt, mang dòng máu Việt Nam, nói tiếng Việt, mà chống lại nhưng lại chối bỏ quê hương, chống lại nữa. Không có ý đồ tâm thế hay là một cái tấm lòng gì đó xây dựng quê hương. Mặc dù con cũng rất hiểu là họ có một cái vấn đề gì đó, họ còn chưa dẹp bỏ được thù hận. Nhưng mà cái đó theo con nghĩ thì cái chuyện đó là cái trong cái quá khứ rồi. Còn rõ ràng hiện tại bây giờ đó mà mọi người thấy rõ đúng không? Người dân Việt Nam họ đang sống yên bình mà. Đất nước Việt Nam đang sống, người dân đang sống hạnh phúc mà. Vậy họ muốn cái gì nữa? Thì mà họ cứ dùng những cái điều này, dùng những điều kia để họ kích động, họ quấy phá. Thì những thành phần đó mới là nguội. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Cho nói thêm câu nè. Dạ. Cái biểu hiệu là khi mà họ là những người Việt kiều đó, ở trên ra khỏi Việt Nam đó, mà là Ngụy đó, là cái biểu hiệu của họ khi họ quần tụ lại, họ họp nhau lại thì họ họp nhau lại dưới lá cờ vàng ba sắc đỏ. Căn bản khi mà anh nhìn thấy như vậy thì anh biết nó Ngụy. Nó Ngụy là không phải là tại vì ngày xưa nó sinh đẻ ở trong cái phần đất Ngụy. Nó Ngụy là tại vì đến giờ này nó vẫn còn quần tụ lại dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, một cái lá cờ biểu hiệu cho ba sự kiện rất là căn bản: lừa dối, chia rẽ và phản bội. Tôi sinh ra, tôi lớn là tôi không sinh ra dưới lá cờ đó, nhưng mà tôi đã lớn lên dưới lá cờ đó từ năm một, và tôi đã trưởng thành và tôi đã làm việc ở trong lá cờ đó từ năm 1955 đến năm 1975. Và đến giờ này tôi vẫn còn nhìn thấy cái lá cờ đó, thì đó, đó Ngụy nó là những cái thằng cha đó đó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Bởi vì với cái góc nhìn của con á, con chỉ là một người dân bình thường thôi, thì cũng chẳng có là có học cao gì cả. Nhưng mà con cũng có một phần nào đó con có nhìn nhận cái với góc nhìn của đi con. Điển hình nhất con là nói với chú Phượng á, với mọi người, thưa mọi người, cái câu của ông Kỳ á, ông Nguyễn Cao Kỳ á, từng là cựu phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, đúng không ạ? Khi mà ông ta tiếp xúc với đài VTV1 á, cái câu của ông ta nói lên á, hầu như theo con nhìn nhận là nó lột tả hết rồi. Ông ta chỉ nói thế nào? Thời điểm đó các anh ở bên kia cũng muốn chiến thắng, chúng ta cũng muốn chiến thắng, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ các anh bên kia họ đã làm được thì đúng ra là phải mừng cho dân tộc Việt Nam chứ, phải quên đi hết tất cả chứ. Bây giờ ok, thắng là thắng, thua là thua, mọi chuyện nó đã kết thúc vào năm 1975 rồi, là coi như đất nước Việt Nam đã sang một cái trang mới. Đúng. Nó đẹp hơn. Đúng. Vậy tại sao không cùng nhau xây dựng cho đất nước Việt Nam nó ngày càng hùng mạnh, nó càng hùng cường và nó gọi là sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu. Mà các anh cứ suốt bao nhiêu năm qua các anh mang một cái tâm trí, một cái tư tưởng gì đó rất là kỳ cục. Còn nhân thân của con như thế nào thì chắc chú Phượng cũng biết và chú Cầm và mọi người cũng thừa biết rồi. Đúng không ạ? Mà tại sao con lại không thích những thành phần như vậy? Bởi vì con nhìn rõ được cái mục đích thật sự của họ là gì. Mà con hoàn toàn chống lại cái điều đó. Thì đó, thì với những gì con chia sẻ về cái góc nhìn mà gọi là cái khái niệm Ngụy hoặc là cái từ Ngụy đối với con, nó là như vậy. Đối với thơ Quang nó là như vậy.